Cảm ơn các bạn đã đến với kênh Holic Audio. Mời các bạn theo dõi bộ truyện Anh Hùng Chí của tác giả Tôn Hiểu. Tác phẩm được mệnh danh Thanh Minh Thiên Hà Đồ của thể loại Tân Giang Hồ. Kiếm Hiệp Quyền 13 chương 2 Tần Bá Tiên, Hồi 1 Trời mưa lớn đến nỗi có cả mét nước đọng trên mặt đất. Kể từ hôm qua, mưa lớn đã chút xuống suốt một ngày đêm, đến tận đêm khuya cũng không ngớt, dường như là trận mưa lớn trăm năm hiếm có. Nước mưa tầm tã, đêm khuya, các phòng cho khách lầu hai sát đường vẫn còn sáng ngọn đèn dầu. Hơi nước bồng bềnh, ngoài cửa sổ mù mịt sương mù, nhưng trong phòng ánh đèn lờ mờ, ấm áp, thấy một mỹ nữ dựa nghiêng vào giường, cởi búi tóc ra, đặt đôi chân tròn trịa trắng nõn ngồi xuống, nhìn nàng đầy mặt thẹn thùng, gò má mềm mại trắng hồng, mái tóc đen bồng bềnh được trải kỹ, như đang đợi người nào đó đến. Kẹt một tiếng, cánh cửa đột nhiên mở ra, một quả cầu lửa xoáy vào, một đại hán như hồ toàn thân ướt đẫm bước vào. Đôi mắt của đại hán kia sáng như đuốc, bước qua cửa và đóng ngay lại. Hắn đặt tất cả đồ đạc trong tay lên bàn, chợt thấy mỹ nữ cởi giày và tất, lộ ra đôi chân thon dài, nhất thời hai mắt đăm đăm, kêu lên một tiếng. Mỹ nhân trên mặt hiện lên một tia ửng hồng chậm rãi duỗi đôi chân ngọc ra, mấu bàn chân trắng như tuyết điểm xanh miết, càng thêm phần quyến rũ. Nàng mị nhãn mắt long lanh, liếc nhìn đại hán kia, nhẹ giọng nói, nhìn đôi mắt lén lút kia của chàng, hư vô cùng. Đại hán ngẩng đầu mỉm cười, cái gì mà đôi mắt lén lút? Lão tử ngửi thấy có mùi hôi trong phòng, trong lòng có chút kỳ quái, đến người xem chân ai hôi thối đến thế. Lời này nhàm chán, thô tục khôn kể, người ta gót ngọc lưu hương, ngón chân hồng hồng, móng tay cũng đẹp được cắt tỉa gọn gàng chỉnh tề đoan trang, mắt cá chân tròn trịa, đùi ngọc thon dài. Rất nhiều người ngoài muốn nhìn thấy đôi chân trần này còn không thể, nếu không phải ái mộ quyến luyến nhau, sao có chuyện để lộ cho người khác xem. Ý tốt nhu tình như vậy lại bị diễu cợt không thương tiếc, mỹ nữ ngồi trên giường phỉ nhổ, trong lúc tức giận nhẹ ném một phi tiêu ra, đại hán kia cười to, nhất thời bị mất cảnh giác bị bắn ngã xuống ngay tại chỗ mỹ nữ kia lại kinh hoàng mất đi vẻ hung hãn hét lên này ta chỉ đùa giỡn với chàng thôi tại sao không né bỗng nghe đại hán kia gào lên thảm thiết như thể sắp tận số vì bị đả thương sau khi trúng độc mỹ nữ hoàng sợ vội vàng xuống đất nhìn xem nào ngờ bước chưa được nửa bước đại hán đã cười hì hì Đột nhiên xoay người nhảy lên ôm lấy chân mỹ nữ, dùng một lực như vậy đã bế được giai nhân lên. Nhìn thấy chiếc phi tiêu kẹt giữa các ngón tay, hóa ra là làm bộ làm tịch mà thôi. Đại hán kia cười nói, đừng tùy tiện bắn phi tiêu, nàng thật đáng bị đánh đòn. Mỹ nữ nhẹ nhàng rũi tay ngọc, vòng ôm cổ đại hán, cười mắng, không đầu độc chết kẻ xấu này, thật tiện nghi cho chàng quá. Đại hán liếc nhìn đôi chân trần của nàng, cười nham hiểm, chỉ người thôi đã hôi chết rồi, còn độc gì. Mỹ nữ tức giận, nhất thời cắn bừa, tạo ra khung cảnh hỗn độn. Khách điếm ấm áp, phong tình tràn đầy say lòng người, đại hán kia anh phong sảng tác, bộ dạng hào phóng mang theo vài phần nghịch ngợm, tất nhiên là Tần Trọng Hải, không cần phải nói, mỹ nữ kia nhất định là ngôn nhị nương. Tần Trọng Hải đặt mỹ nhân xuống, cười nói, không phải kêu đói sao? xem ta mua gì cho nàng này nói rồi lấy bát đĩa từ trong giỏ tre ra đặt lên trên bàn thấy có món kho còn có bình chúc diệp thanh và mấy món xào nóng hổi ngôn nhị nương vốn đã đói bụng thấy có đồ ăn khuya liền vui vẻ thắp hai ngọn nến đỏ ánh nến lay động hai người ngồi đối diện nhau ăn càng thêm tình thú ngôn nhị nương ăn một chút món kho nghĩ đến cáp bất nhị hỏi khách điếm này nhàm chán quá không thú vị chúng ta sao không trở về sơn trải, cả ngày lại ở nơi này. Tần Trọng Hải cười nói, mưa lớn như vậy, làm sao có thể vội vàng về núi. Hơn nữa khó có dịp được ở cùng nhau tại một nơi, hai ta ở thêm mấy ngày nữa, có gì không tốt chữ. Ngôn nhị nương khẽ mỉm cười, nàng ở cùng Tần Trọng Hải đã lâu, biết rõ người này bề ngoài thô mãng, nhưng lại giỏi mưu kế, ở cùng một nam tử như vậy. Mọi việc cũng không cần nàng phải nhọc lòng. Nàng rũi người, nhẹ giọng nói, "Tùy chàng vậy. Ta muốn uống rượu, rót cho ta đi." Tần Trọng Hải bật cười khi thấy nàng làm nũng với mình, cầm bình rượu đổ ra hai chén, rồi lấy một bình nhỏ, rót một ít hoa hồng thanh lộ nói, "Nào, chúng ta uống một chén." Ngôn Nhị Nương rũi tay nhận rượu, uống một cách thản nhiên. Thưởng thức miếng thịt kho trong miệng, tất nhiên là ngọt đến tận tim. Đêm khuya, Hỉ khí dương dương, hai người đối diện uống rượu, Tần Trọng Hải cũng không thương hương Tiếc Ngọc, tửu lượng của hắn kinh người lại liên tục mời rượu, dùng bát lớn rót cho mỹ nhân, nghĩ đến chắc chắn có mưu đồ gì đó. Ngôn Nhị Nương hai má ửng đỏ như lửa, thấp giọng cười nói, chàng làm gì mà liều mạng rót cho ta như vậy? Đêm nay muốn chiếm tiện nghi sao? Tần Trọng Hải cười nói, lão tử muốn chiếm tiện nghi, sẽ tự mở miệng nói thẳng cần gì phải chuốc say nàng. Lời này thật là đê tiện, nếu như ngày thường nhị nương chắc chắn sẽ thưởng cho hắn ba cái tát mạnh, nhưng bây giờ hai người họ ở cùng một nơi, có chưa uống rượu cũng đã say, nhất thời không hề có cảm giác ghét bỏ, nhìn sóng mắt nàng di chuyển, giờ đũa gắp một miếng thịt khô rau hẹ, đưa đến miệng tần trọng hải, đút cho hắn ăn. Nhìn thấy tần trọng hải nhai đồ ăn, ngôn nhi nương lập tức nhớ tới chuyện xưa ở khách điếm Hoài Khánh, lúc đó tần trọng hải ngã bệnh nằm ở trên giường không thể cử động được chính mình cũng tự đút cháo cho hắn nhìn hắn bây giờ thân thể khỏe mạnh biểu tình vui vẻ sự nghiệp càng huy hoàng ngôn nhị nương nhu tình thoáng động ngã vào lòng tần trọng hải hôn lên môi hắn tần trọng hải cười nói chậm một chút chậm một chút chúng ta cúi chào trước đi hắn rời bàn ghế chỉ vào hai cây nến đỏ lớn ngôn nhị nương tò mò hỏi Bái cái gì? Nào có người buổi tối đi bái thổ địa. Tần Trọng Hải nhẹ nhàng hôn lên khuôn mặt hồng hào của nàng, cười nói, nhị nương, chúng ta bái thiên địa. Ngôn Nhị Nương nghe xong, lập tức tỉnh ngộ, biết Tần Trọng Hải muốn ở trong phòng lập tức bái đường. Tim nàng đập thình thịch, run giọng nói, vội vàng như vậy sao? Tần Trọng Hải cười nói, quỳ lại mấy lần, trời biết đất biết, nàng biết ta biết, thế là xong năm đó ngôn nhị nương gả cho tiểu lữ bố sơn trại khó có được hỷ yến hôn lễ tất nhiên là náo nhiệt vô cùng ngay cả phương tử kính tính tình quái gở cũng uống một chén rượu mừng đủ thấy đó là thịnh yến chưa từng có tuy nhiên ngày xưa càng náo nhiệt thì bây giờ càng ít phô trương dù sao cũng đã từng có chồng gả cho một người kém mình hai tuổi để tránh trêu chọc bàn tán tất nhiên là càng ít người biết càng tốt nàng khẽ thở dài vút gò má Tần Trọng Hải, thấp giọng nói, chàng là lão đại của sơn trại, lần đầu thành thân, lại chịu ủy khuất như vậy, ta thật thực xin lỗi chàng. Tần Trọng Hải cười nói, ta không phải hoàng đế, ngươi không phải công chúa, gia quyến không có, đừng nói những lời vô nghĩa đó nữa, dập đầu là được. Nói xong, hắn ôm lấy ngôn nhị nương, cùng nhau quỳ xuống đất. Tần Trọng Hải không nói hai lời, tự cúi dập đầu ngôn nhị nương cũng hạ bái theo. Đầu tiên họ bái ba lần với bầu trời ngoài cửa sổ, sau đó bái thêm vài lần đối diện nhau, rồi từ từ đứng dậy. Sắc mặt ngôn nhị nương đỏ bừng, rụt rè nói, vậy là xong rồi sao? Tần Trọng Hải cười lớn, lấy một hộp gấm từ trong ngực ra, đưa vào tay ngôn nhị nương, nói, bằng không muốn thế nào? Phải cởi quần mới tính sao? Ngôn nhị nương đỏ mặt xấu hổ, hung hăng nhéo Tần Trọng Hải một cái. Trong tiếng cười của Tần Trọng Hải, ngôn nhị nương nhận hộp gấm. Nhìn chiếc hộp gỗ sơn son thép vàng nhạt nặng trĩu cầm trên tay có cảm giác tôn quý, nàng biết bên trong tất có châu báu chân phẩm, trong lòng vui mừng, liền muốn mở ra xem. Tần Trọng Hải thấy nàng có chút say, nhất thời cười nói, đừng nóng vội, sáng mai hãy xem. Hắn lấy hộp gỗ nhét dưới gối. Ngôn nhị nương ba phần cảm giác say rượu, lá gan cũng lớn rất nhiều. Nàng nằm trên giường, ở dưới chắn bông cởi váy lụa ném ra khỏi màn gấm, lộ ra đôi chân phấn nộn thon dài. Giọng mị hoặc nói, Trọng Hải, lại đây. Tần Trọng Hải cười lớn, theo lời ngồi ở mép giường, ngôn nhị nương cởi bỏ áo ngoài, lộ áo yếm bên trong, cười nói, hai ta là trời sinh một đôi, không ai có thể tách rời, phải không? Tần Trọng Hải nắm tay ngôn nhị nương, nhìn chăm chú giai nhân trước mặt, im lặng gật đầu. Ngôn nhị nương như si như say, duỗi tay ôm lấy Tần Trọng Hải, kéo hắn lên giường. Thứ nhất là nàng say rượu, thứ hai trong lòng động tình, tay dùng sức lớn, xé rách quần áo của Tần Trọng Hải. Thầy hán hổ lộ hình xăm khắp người, hai vết đỏ trên bả vai vẫn còn rất bắt mắt, nhìn vào thấy rợn người. Ngôn nhị nương khẽ chạm vết sẹo của Tần Trọng Hải, thở dài, vết thương này còn đau không? Tần Trọng Hải lắc đầu nói, trời mưa có chút đau, còn lại thì không sao. Ngôn nhị nương cười nhẹ, hôn lên vết thương trên vai của hắn, sau đó dãy tay ra sau cổ mình, muốn cởi bỏ yếm xuống. Phong cảnh thật đẹp, thật khiến nhân tâm sao xuyến, ngoài cửa phòng khách vang lên tiếng động, lại có người gõ cửa. Tần Trọng Hải xoay người đứng lên, muốn đi ra mở cửa, ngôn nhị nương trong lòng phiền muộn, lớn tiếng tức giận mắng, nửa đêm rồi, là tên quỷ chán ghét nào vậy? Giọng đào thanh từ ngoài cửa truyền đến, ấy náy nói, xin lỗi, là ta. Ngôn nhị nương mắng, nửa đêm mưa to, sao lại tới gõ cửa, nhà ai bị quỷ nước ám sao? Đào thanh nghe của trách, nhưng không trả lời, chỉ ho khan nói, tần tướng quân, đám thanh y tú sĩ tới rồi bỗng nghe Thanh Y Tú sĩ đã đến, ngôn nhị nương lúc này mới tỉnh ngộ. Xem ra nhiều ngày ở lại khách điếm là đang đợi vị quân sư này, nàng a à một tiếng, cuốn quýt liền nói, "Đường tiên sinh tới. Ta cần phải qua bái kiến không?" Tần Trọng Hải lắc đầu nói, "Muộn rồi, nàng không cần vội gặp ông ấy, ta đi gặp ông ấy trước, sẽ sớm quay lại với nàng." Trời mưa đường trơn trượt, ngôn nhị nương không muốn ra ngoài chút nào nghe vậy lập tức mỉm cười nói, nếu không có chuyện gì khác, chàng đi nhanh về nhanh. Ta ở đây chờ chàng. Tần Trọng Hải quay lại mép giường, kéo chăn lên cho nàng, nhẹ giọng nói, bé ngoan, ngủ ngon, lát nữa tỉnh lại sẽ gặp lão công. Ngôn nhị nương nghe hắn trêu đùa, nhất thời mỉm cười làm mặt quỷ. Tần Trọng Hải hôn lên má nàng một lúc rồi tự mình đi mở cửa. Ngôn nhi nương sợ cảnh xuân lọt ra ngoài, vội vàng kéo chăn che đi cặp đùi nõn nà của mình. Bóng nến đỏ chuyển động trên bàn, căn phòng tràn ngập sự bình yên và vui vẻ. Ngôn Nhị Nương tràn ngập niềm vui, cũng là mệt mỏi một ngày, nghe tiếng mưa rơi róc rách, nhắm mắt lại yên tĩnh ngủ. Đêm khuya mưa to, kèm theo tiếng bước chân lộn xộn, rất nhiều người tiến về phía trước, nhóm người này mỗi người đều có bộ dạng phi phàm, hình thể khác xa người thường, hoặc tướng mạo đàng hoàng, thân mang trọng kiếm hoặc hung thần ác sát cầm đao đầy uy hiếp lại không biết nhóm người này thuộc môn phái nào nhưng nửa đêm đã tụ tập tại đây đám người chậm rãi tách ra một lão giả chắp tay áo chậm rãi bước về phía trước nam tử lùn mập thấy lão giả đến gần vội vàng cúi chào chắp tay nói khởi bẩm quân sư người đã tìm được rồi đang ở trong ngôi nhà đổ nát chúng tôi đã cẩn thận canh chừng nhiều ngày không có nhiễu loạn nào cả Người này bề ngoài như vậy nhưng lại nói chuyện rất thỏa đáng, chính là Kim Mao Quy Đào Thanh. Lão giả nhìn theo ánh mắt của Đào Thanh, nhìn thấy một ngôi nhà cổ nằm giữa đống đổ nát, phòng ốc đổ nát như bị lửa thiêu rụi. Ông nhìn vào ngôi nhà đổ nát, im lặng một lúc lâu, dường như có tâm sự gì. Một giọng già nua từ trong đám người truyền đến, thúc dục, đường quân sư, chúc gia trang cách đây không xa, nếu hảo thủ quân địch nhận được tin tức, nhất định sẽ đến bao vây. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta nhanh đánh thức tiểu lữ bố, đưa hắn trở về núi càng sớm càng tốt. Lão già quay đầu nhìn lại, thấy người phía sau thân hình cường tráng, cầm trên tay một thanh thiết kiếm, chính là thiết kiếm Trấn Thiên Nam, đứng bên cạnh hắn còn có mấy người khác, là đám người hạng thiên thọ, thường tuyết hận, giải thao, hai người khác hình dáng khắc sâu, không giống nhân sĩ trung nguyên chính là hai nghĩa tử của sát kim, hai huynh đệ mạc hãn. Mười ngày trước, Đào Thanh truyền tin đã tìm được tiểu lữ bố ở gần Trúc Gia Trang. Sau khi nghe được chuyện quan trọng như vậy, trại lập tức phái đi rất nhiều hào thủ, hữu phượng quân sư tự thân xuất mã. Lý Thiết Sam dẫn theo thủ hạ của sát kim cùng một ngàn quân tới đây nghênh đón hổ tướng về núi. Tối nay chính là cuộc gặp gỡ của chúng huynh đệ và tiểu lữ bố. Lúc này tất cả mọi người đều đang đợi lệnh, bên ngoài thành quân đang mai phục xem ra không thể chậm trễ được thanh y tú sĩ gật đầu hỏi đào thanh tần tướng quân ở đâu đào thanh khom người nói hồi quân sư tướng quân mấy ngày nay đều ở trong khách điếm đợi chỉ chờ chư vị tới thanh y tú sĩ hít một hơi thật sâu hỏi nhị nương còn chưa biết chuyện này đạo thanh gật đầu thấp giọng nói đúng vậy thanh y tú sĩ nghe xong hơi nhướng mày nói các ngươi tính định nói với nàng thế nào? Đào Thanh vẻ mặt do dự, không biết nên tiếp lời thế nào, lại nghe thấy một giọng nói trầm thấp, không cần quân sư nhọc lòng lo lắng, tần mỗ sẽ chính miệng nói cho nàng. Mọi người đồng loạt quay lại, nhìn một hán tử phía bên đường. Người tới không hề tức giận mà còn uy nghiêm, chính là tần trọng hải đã đến. Mưa to tầm tã, tưới vạn vật thế gian, cùng với giọng nói trầm thấp, tia xét từ trên trời nổi lên, mưa lớn chút xuống. Đám mây mưa này trải dài khắp Trung Nguyên, không chỉ ở Bắc Kinh thế mưa giàn rụa mà ở Tây Bắc cũng mưa xa gió giật. Tần Trọng Hải khoanh tay, thần thái nghiêm nghị, giữa tiếng mưa buồn bã, đào thanh cúi đầu không nói, thường tuyết hận thở ngắn than dài, không ai dám nói một lời. Một lúc lâu sau, thanh y tú sĩ trầm giọng nói, tần tướng quân, mời bước lên nói, tần trọng hải khẽ gật đầu bước ra ngoài đi tới bên đường theo thanh y tú sĩ hai người đứng cạnh nhau nhìn trời đêm mưa bụi thanh y tú sĩ cầm ô trong tay ngửa mặt lên trời nói tần tướng quân năm xưa lệnh tôn và ta là bạn bè gọi là chủ tớ nhưng quả thực là tri kỷ vì hạnh phúc cả đời con trai cố nhân tối nay cần phải hỏi ngươi một chuyện tần trọng hải thở dài quân sư có chuyện nói thẳng trọng hải nơi này nghe thành y tú sĩ hít một hơi thật sâu nói từng chữ một tần tướng quân ngươi thật sự muốn tiểu lữ bố tỉnh lại thành y tú sĩ nói chậm rãi nhẹ nhàng nhưng lại tựa xuyên tim tần trọng hải toàn thân bị mưa lớn ướt sũng nước mưa lan dài trên mặt giống như đang rơi lệ hắn im lặng gật đầu thành y tú sĩ thấp giọng nói tiểu lữ bố là trượng phu của nhị nương nếu ngươi đánh thức hắn hắn nhất định sẽ hỏi tung tích nương tử nhị nương đã đi theo ngươi rồi, ngươi nguyện ý sao? Ông thấy Tần Trọng Hải cúi đầu không nói gì, chậm chạp không đáp, liền lại nói, ta đã thảo luận điều này với mọi người trước khi đến đây. Trong thời kỳ loạn thế, sống trong hồ đồ có khi lại là phúc, tiểu lữ bố thì sao? A à ngốc thì sao? Cho dù lấy lại địa vị anh hùng trước đây, hắn cũng có thể không vui. Thanh y tú sĩ đang muốn nói tiếp lại bị Tần Trọng Hải cắt ngang hắn cúi đầu nhẹ giọng nói hảo ý của quân sư ta xin nhận chỉ là ta phải hỏi ngài một câu nếu cha ta gặp phải chuyện như thế này ngài có nghĩ ông ấy sẽ để tiểu lữ bố ngủ không thanh y tú sĩ nghe được lời này đã biết rõ tâm ý tần trọng hải ông nhẹ nhàng cười nói được vậy làm theo ý ngươi đi đời người như giấc mộng nhưng giữa thức và ngủ đều là cuộc sống của chính mình làm sao có thể để người khác quyết định Tần bá tiên được ca tụng vì tấm lòng nhân nghĩa, tuyệt đối sẽ không làm chuyện vô nghĩa như vậy. Thanh y tú sĩ không có ý thuyết phục nhiều, liền đi về phía đám người nói, chư vị, chúng ta đi thôi. Đám người lý thiết sam, hạng thiên thọ nghe được lời này đều vui mừng quá đỗi, nếu tiểu lữ bố tỉnh lại, tần trọng hải khó tránh khỏi bị tổn thương, nhưng người này quả thực xứng đáng với mỹ danh đại hào kiệt, xem hắn có thể nâng lên hạ xuống đến mức nào. Quả thực là một hảo hán đỉnh thiên lập địa, nghĩ đến huynh đệ sơn trại đều có tâm suy nghĩ như vậy. Tần Trọng Hải đã không dị nghị, Lý Thiết Sam hét lớn một tiếng, "Được rồi. Nếu không có việc gì khác, chúng ta đi thôi." Tâm niệm Lý Thiết Sam là muốn hàn nghị trở về thân phận anh hùng, chỉ cần ngũ hổ về núi, quần hùng nỗi nhớ nhà, đại sự sơn trại nhất định có thể thuận lợi. Về phần những chuyện khác, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều lập tức là người đầu tiên cất bước đi. Đêm khuya mưa lớn chút xuống khắp bầu trời, Lý Thiết Sam không hề phân tâm, dẫn đầu đi về phía căn nhà đổ nát. Hạng thiên thỏ liếc nhìn Tần Trọng Hải, thấy hắn đứng một mình ở góc đường, xa xa nhìn lại, bóng dáng có chút khom lại. Hạng thiên thỏ mặc dù quen biết Tần Trọng Hải chưa lâu, nhưng lại rất thích tính tình của hắn, hiện tại thấy tinh thần hắn xa sút cũng không biết nên nói gì, lắc đầu cùng Lý Thiết Sam rời đi. Giải thao từ trước đến nay thận trọng, khi nhìn thấy Tần Trọng Hải đứng yên tại chỗ, thần thái dường như buồn khổ dị thường, bất giác trong lòng có chút lo lắng nên chậm rãi bước tới, duỗi tay kéo hắn một chút. Tần Trọng Hải bị kéo nhưng dưới chân lại không có ý bước đi. Giải thao sợ hắn tức giận, vội vàng nói: "Tần tướng quân, cùng nhau đi đi, ngươi là công tử của lão sơn chủ, nếu tiểu lữ bố tỉnh lại, ngươi đầu tiên nên bái kiến chính là ngươi." hắn còn muốn nói thêm, nhưng thường tuyết hận đã hết sức đá vào vũng nước trên mặt đất, đưa tay đẩy mạnh giải thao, tức giận hét lên, người ta đã làm hảo hán, các ngươi nên hài lòng đi, còn tới xúi dục cái gì. Đi đi! Thường tuyết hận đầy mặt khó chịu, đẩy giải thao rời đi, hắn nhìn thoáng qua tần trọng hải, hung hăng đánh một quyền vào vai, chửi, con mẹ nó, khốn nạn, sớm kêu ngươi nghe ta. Giải thường hai người lần lượt rời đi. Tần Trọng Hải bị đánh, lại đứng một chỗ như tượng đá, dường như choáng váng đến ngốc. Một lúc sau, lại có một người khác đi tới trước mặt hắn, là Đào Thanh. Nhìn thấy hắn nhìn mình, Tần Trọng Hải thấp giọng nói, đi nhanh đi, đừng chậm trễ. Đào Thanh nhìn Tần Trọng Hải, muốn nói mấy câu an ủi, nhưng vắt óc suy nghĩ, lại không có lời gì để nói. Từ Hoài Khánh đến Lan Châu, rồi từ Lan Châu đến Châu Mẫu Lãng Ma có rất nhiều chuyện xảy ra trên đường. Đại tỷ, Thố nhi, thiết nghiêu nhi, đại lão hổ. Mọi người kết bạn đồng hành, trải qua vô số nguy hiểm sinh tử, cuối cùng trùng kiến nộ thương. Nào ngờ giờ phút đoàn viên này lại là biệt ly, sau ngày hôm nay, cảnh vật như cũ, nhưng lòng người sẽ hoàn toàn khác. Hồi tưởng chuyện cũ năm xưa, đào thanh rơi lệ, quay đầu lại nghẹn ngào nói, tần tướng quân, thay mặt đại tỷ và tiểu lữ bố, cảm ơn ngươi, ngươi vĩnh viễn là đầu lĩnh của chúng ta. Tần Trọng Hải nhắm hai mắt, chậm rãi gật đầu, thấp giọng nói, đào huynh, quen biết tới nay, một đường được huynh săn sóc hỗ trợ, phần ân tình này, tần mỗ vĩnh viễn nhớ rõ. Nghe vậy, đào thanh đã rơi nước mắt như mưa, không muốn làm tần Trọng Hải thêm đau lòng, lập tức cúi đầu bỏ chạy. Quyền 13 chương 2 Tần Bá Tiên, hồi 2 Đêm khuya thanh vắng, Tiếng mưa rơi không dứt bên tai, Tần Trọng Hải ngửa đầu lên trời, mặc cho mưa rơi trên mặt, trong khoảnh khắc cô độc này, bên tai hắn đột nhiên vang lên một câu nói. "Tần tướng quân, chúc mừng ngài." Lúc này, lại có người chúc mừng ta. Tần Trọng Hải ngây ngẩn cả người, quay người lại nhìn Thanh Y Tú sĩ trước mặt. "Ngài đã là Tần Bá Tiên." Tần Trọng Hải nghe xong lời này, càng cảm thấy ngạc nhiên không hiểu ý tứ trong lời nói của ông là gì muốn làm một đại nhân vật chân chính người đầu tiên giết là chính mình ngài đã vượt qua tần trọng hải nghe được lời này bất giác đại kinh thất sắc dưới chân mềm nhũn đã ngã ngồi trên mặt đất ái nhân giả nhân hằng ái chi sát nhân giả nhân viết khả sát đúng vậy nếu một người đã từ bỏ chính mình trong thiên hạ còn gì luyến tiếc giết không được ái nhân giả, nhân hằng ái chi, sát nhân giả, nhân viết khả sát, kẻ yêu người, người thường yêu lại, kẻ giết người sẽ bị giết. Tần Trọng Hải cúi đầu không nói nên lời, bờ vai rộng khẽ run lên. Thanh y tú sĩ ánh mắt u ám nhìn hán hổ trước mặt. Nhìn thấy hắn cúi đầu cười khổ, duỗi tay che mặt, vẻ mặt buồn bã đã lâu không thấy của hắn giống hệt cha hắn năm đó. Hai phụ tử lớn lên ở võ đang, một người được kiếm vương nhận nuôi, cả hai không chỉ không giống nhau về ngoại hình mà thậm chí giọng nói cũng rất khác nhau, nhưng tại thời điểm tâm cảnh tương thông này, khiến người ta cảm thấy hai người họ giống hệt nhau. Giọng điệu trầm thấp mệt mỏi, ánh mắt thâm trầm đau khổ đó lại khiến người ta nhớ đến Tần Bá Tiên năm đó. Thành Y Tú sĩ cất bước rời đi, trước khi đi ngoái đầu nhìn lại, liếc nhìn Tần Trọng Hải, nhẹ giọng nói: "Tần tướng quân, bảo trọng." Tại khoảnh khắc u uất này, Tần Trọng Hải nắm chặt tay, ngửa mặt lên trời cười điên cuồng. Chim bay từng cặp trên trời, hưu trong rừng dựa sát thành đôi, nhưng mãnh hổ trên đồi cao chỉ có một mình, vĩnh viễn cô đơn lẻ bóng, gầm nhẹ một mình nơi hoang dã. Trăm cây ngàn đắng, hóa ra đây chính là cuộc sống mà mình đang theo đuổi. Sấm chớp xẹt qua, chiếu sáng rực rỡ ngôi nhà đổ nát, hạt mưa rơi xuống, vang một tiếng đến bậc thang, chúng hảo hán không ai nói một lời, vây quanh ngôi nhà đổ nát chỉ chờ lệnh của thanh y tú sĩ. mưa to ảo ảo rơi xuống, trong phòng vang lên tiếng cười. dù căn nhà rất rách nát, giờ phút này lại có vẻ thập phần ấm áp. chỉ nghe thấy giọng nói của a ngốc, quyên nhi tỷ tỷ, người nói sư phụ muốn đưa chúng ta trở về núi, sao còn chưa tới? một giọng nói nghịch ngợm trẻ con vang lên, cười nói, kiên nhẫn chút. Tần tướng quân không phải nói hai ngày nữa sư phụ sẽ tới sao, đến lúc đó chúng ta có thể về nhà. Tên ngốc kia cười nói, về nhà là tốt rồi. Về nhà có áo mặc, có quả ăn, không bao giờ phải chịu đói nữa. Thanh y tú sĩ nghe hồi đối đáp trẻ con này, cảm thấy trong lòng có một cảm giác mơ hồ. Rời sơn trại gần 20 năm, mình đã trở thành trưởng môn chính giáo cửu Hoa Sơn, nào ngờ phong vân tế hội, có rất nhiều hảo thủ chính giáo bức ép, cuối cùng bức ông trở về sơn trải, lại bày mưu lập quế cho nộ thương. Chỉ đáng thương việc khó khăn đầu tiên của mình là chia rẽ đôi tình nhân tần trọng hải ngôn nhị nương. Lại ngẫm lại thần sắc thường ngày của Quyên Nhi với A Ngốc, chỉ sợ lại là một phần oan nghiệt khác. Hạng thiên thọ hỏi, đường quân sư, tiểu lữ bố đã điên đến bực này rồi, ngài có cách hay gì làm hắn tỉnh dậy? Thanh y tú sĩ ánh mắt như băng, nói, bệnh điên cũng không khó trị, khó trị chính là tâm bệnh. Năm đó tiểu lữ bố ăn một trường vào chán, từ đó mơ màng hồ đồ, bất tỉnh nhân sự. Sau lại trên đường gặp ta, cuối cùng cũng tỉnh lại. Chỉ là hắn đại mộng mới tỉnh, không chịu nổi nỗi đau cửa nát nhà tan, đã nhiều lần rét ai tự sát. Mọi người nghe vậy không khỏi, a à, một tiếng, vô cùng kinh ngạc. Lý Thiết Sam thở dài, nói, điều này cũng không thể trách hắn, năm đó tại thảm họa thần quỷ đình, ai mà không chịu đủ tra tấn. Những gì ông nói đều là sự thật, dụ như phương tử kính cao ngạo, sát kim dũng cảm, lục cô chiêm trầm ổn, ai mà không rơi vào sự trầm luân những năm về sau, phiêu đãng tứ phương. Bản thân ông cũng từng ngập tràn đau khổ, không còn cách nào khác quy ẩn về Tây Lương sống qua ngày huống chi là một người tuổi còn trẻ có gia thể như Hàn Nghị. Thanh y tú sĩ đã phải chịu nhiều gian khổ nên hiểu tâm trạng của ông, cười khổ nói, ta thấy hắn đau đớn không chịu nổi nên dùng ngân cham xoa dịu tinh thần của hắn, để hắn tiếp tục ngủ say. Mấy năm này tuy rằng hắn ngốc nghếch, nhưng cuộc sống lại hạnh phúc hơn rất nhiều. Một A ngốc vẫn tốt hơn là một Hàn Nghị. Mọi người nghe xong đều thở dài. Xem ra bệnh điên không khó chữa khó chữa chính là trái tim đã tan vỡ thành nhiều mảnh kia. May mà còn ngôn nhị nương ở bên cạnh, hy vọng khi tiểu lữ bố tỉnh lại nhìn thấy vợ mình, cũng có thể bình phục. Thanh y tú sĩ không nói thêm gì nữa, truyền lệnh, thiết sam tướng quân, hạng đường chủ. Hàn huynh đệ lúc này thần trí không rõ, lát nữa ta sẽ ghim ngân châm vào huyệt ngọc trầm của hắn, để tránh hắn đả thương người, thỉnh hai vị mai phục ngoài phòng, chờ cơ hội để chế phục hắn lý hạng hai người đồng tình thanh y tú sĩ lại phân phó thường tuyết hận giải thao nếu hàn nghị chạy mất tất sẽ từ đầu hẻm thoát đi hai người các ngươi mai phục chờ nghe hiệu lệnh của ta bốn người nhận lệnh đi chuẩn bị thanh y tú sĩ quay người nhìn huynh đệ cổ lực hãn nói hai huynh đệ các ngươi chuẩn bị phương thiên họa kích chốc lát nếu tình hình có biến hãy lấy họa kích cho hắn xem tự có thể làm hắn nhớ tới rất nhiều chuyện cũ hai người gật đầu lấy ra một binh khí khổng lồ từ sau lưng. Binh khí này cực kỳ uy vũ, chính là cây đại kích mà Âu Dương Dũng đã ngày đêm chế tạo theo mẫu, chỉ xét độ sắc bén chắc chắn không thua kém thần binh năm đó. Khi mọi người đã sẵn sàng, Thanh Y Tú Sĩ nháy mắt với Đào Thanh, ý bảo hắn đi tới gõ cửa. Đào Thanh nuốt nước bọt, chậm rãi bước đến trước cửa phòng Đồ Nát, gõ nhẹ vào cửa, thấp giọng nói: "Quyên nhi cô nương, sư phụ cô tới rồi." Cánh cửa cọt kẹt mở ra, một tiểu nữ hài chạy ra ngoài, vui mừng hét lên, sư phụ. Người cuối cùng cũng đến rồi. Thân ảnh nhỏ bé chạy thẳng đến, bổ nhào vào lồng ngực sư phụ. Quyên Nhi dựa vào lồng ngực, khẽ kêu lên, sư phụ. Chúng ta có thể về nhà sao? Nghe xong lời này, trên mặt thanh y tú sĩ hiện ra một bóng đen, không trả lời mà quay mặt đi, trên mặt biểu tình ảm đạm, như muốn đeo lại mặt nạ quyên nhi thở dài cảm thấy biểu tình của sư phụ mình có chút không đúng nàng vội vàng nhìn chung quanh lại không thấy bóng dáng của sư tỷ diễm đình nàng lớn tiếng hỏi sư phụ sư tỷ đâu sao không thấy nàng ấy thanh y tú sĩ vuốt ve mái tóc của nàng nhẹ giọng nói hải tử sư tỷ con đã đi rồi quyên nhi không rõ nguyên do lẩm bẩm đi rồi sư tỷ đi đâu vậy thanh y tú sĩ khẽ lắc đầu lại không đáp lời quyên nhi không hiểu được huyền cơ nàng ngơ ngác nhìn xung quanh thấy xung quanh mình có vài người lão nhân đầu bạc thân hình cao tráng lão giả đầu chọc ánh mắt thâm trầm hai gã ngoại phiên hung thần ác sát bộ dạng của những người này giống như là người xấu làm nhân tâm sinh sợ hãi quyên nhi dường như biết vận rủi đang đến không khỏi toàn thân phát run bi thanh nói sư phụ bọn họ bọn họ là ai chúng ta chúng ta không phải về nhà sao Quyên Nhi đang sợ hãi đúng lúc này từ trong phòng đổ nát truyền đến tiếng bước chân một giọng nói ngốc nghếch vang lên Quyên Nhi tỷ tỷ ngươi ở đâu là a ngốc không thấy Quyên Nhi muốn ra khỏi phòng xem thấy bóng dáng cao lớn chuẩn bị bước ra Thanh Y tú sĩ ánh mắt lạnh như băng lạnh lùng thốt động thủ vừa bước ra ngoài đã thấy Lý Thiết Sam nghiêng thân nhào lên, lưỡng đạo trưởng phong giáp mặt đánh tới, A Ngốc vội vàng quay người chặn lại, hừ hắc hai tiếng trầm đục, hai cự hán lấy lực giằng co, và chạm đè ép, vách tường bốn phía nhà cửa nhất thời vỡ vụn. A Ngốc từ khi mất trí đến nay chưa bao giờ so tài với cao thủ như vậy, hắn toàn lực ngăn cản Lý Thiết Sam, tự biết địch nhân võ công lợi hại, trong miệng hét lớn, quyền nhi tỉ tỉ, có người xấu tới, người chạy mau đi. Quyên Nhi vừa kinh vừa sợ, hét lên, các ngươi làm gì vậy, làm sao lại đánh hắn. A à ngốc đang rằng co với Lý Thiết Sam, đột nhiên phía sau có tiếng gió mạnh, có hai hòn đá được bắn tới, chỉ là hắn giờ phút này hết sức tập trung, không còn chút sức lực nào để phản kháng, thoáng chốc kêu lên một tiếng, sau lưng liền trung ám toán, đau đớn lại không có cách nào ra tay, thân mình liền đảo về phía sau. Nhận thấy cơ hội, Lý Thiết Sam lập tức lao tới áp đảo A Ngốc trên mặt đất. Thanh Y tú sĩ lấy Ngân Châm ra, trầm giọng nói: "Đừng điểm vào huyệt đạo, đè tay chân hắn lại. Từ trước đến nay, châm cứu chữa thương cần phải khí huyết lưu thông, không thể điểm huyệt người bệnh. Lúc này biện pháp duy nhất chính là dựa vào bạo lực để chấn áp A Ngốc." Hạng Thiên Thọ nhìn thấy A Ngốc vung tay chân, dãy rụa cực kỳ kịch liệt, sợ Lý Thiết Sam trụ không nổi, liền vội vàng chạy tới giúp đỡ nhìn thấy sư phụ cầm một cây châm dài liên thủ với mấy đại hán đối phó a ngốc dường như sắp làm điều gì đó đáng sợ quyên nhi lại kinh lại hoảng vọt qua chắn ở trước mặt sư phụ thét to sư phụ người muốn làm gì thành y tú sĩ nhẹ vung tay phải nói đưa nó đi đào thanh lập tức xông về phía trước giữ chặt quyên nhi thành y tú sĩ tay cầm ngân châm chậm rãi đi về phía a ngốc A ngốc trong lòng sợ hãi, tay chân lại bị người ta chế trụ, nhất thời liều chết dãy rủa trong miệng kêu lên: "Buông ta ra! Buông ta ra!" Lý Thiết Sam, hạng thiên thọ dù cho dũng mãnh phi thường, nhưng A ngốc quái lực kinh người, thực sự khó chế trụ. Hạng thiên thọ cắn răng nói: "Mọi người nhanh tới đây, cùng nhau giữ hắn lại." Giải Thao, Thường Tuyết Hận đáp ứng đến giúp đè tay chân hắn lại. Quyên Nhi bị Đào Thanh giữ chặt mắt thấy sư phụ dường như đã thay đổi không chỉ nói năng kỳ lạ mà hành vi cũng rất đáng sợ nhìn thấy cây châm dài trong tay ông từng bước hướng về phía a ngốc quyên nhi trong lòng hoảng sợ vạn phần thét to không a ngốc nhanh chạy đi a ngốc ngã xuống đất nhất thời cũng đầy mặt nước mắt khóc lớn nói quyên nhi tỉ tỉ quyên nhi tỉ tỉ cứu mạng châm dài hạ xuống đã đến thời điểm mấu chốt giờ phút này càng không thể thả lỏng đám người lý thiết sam đem hết toàn lực để đè chặt tứ chi tránh cho a ngốc trốn thoát cút ngay nghe thấy tiếng gầm như sấm a ngốc không biết lấy từ đâu khí lực rũ lý thiết sam ra phi thân bắn lên đứng dậy chạy về phía quyên nhi đào thanh vừa kinh vừa sợ cuống quýt chắn ở trên đường kêu lên hàn đại ca a ngốc đâu để ý đến hắn thân hình cao tráng đánh tới nghiêng đầu vai, có thể đánh chết đào thanh ngay tại chỗ, giải thao nhanh tay lẹ mắt, vội vàng thả người nhào lên, ấn đào thanh ngã xuống đất, vàng một tiếng, A Ngốc đã xuyên qua người nửa tắc, có thể nói là vô cùng mạo hiểm. Loạn thế tiểu nhi nữ tới gần, lập tức ôm nhau, hai người khóc lớn như thể ngày tận thế sắp đến. Lý thiết Sam ý chí sắt đá, không dao động, quát, mọi người lên. Đừng để hắn đi. Ra lệnh một tiếng, mọi người xúm lại, tùy thời chờ ra tay bắt người. Quyên Nhi sau khi nhìn thấy thế trận này trở nên sợ hãi, khóc sướt mướt, vội vàng trốn trong lòng A Ngốc. A Ngốc nhìn thấy bộ dạng hung ác của Lý Thiết Sam, làm sao có thể không sợ hãi. Hai người hoảng loạn sợ hãi, co người ôm nhau, bộ dáng cực kỳ đáng thương. Đào Thanh Suýt bị giết chết, đứng dậy bình tĩnh lại, nhìn thấy Quyên Nhi và A Ngốc đang khóc, không khỏi lùi lại, thoáng chốc đập vào tường, đã không thể lui nữa. Lập tức khuyên nhủ, Quyên Nhi cô nương đừng hiểu lầm. Sư phụ của cô không phải muốn làm hại vị đại ca ngốc này, mà là muốn giúp hắn trị thương. Cô hiểu không? Quyên Nhi sợ hãi, chỉ khóc nức nở, bộ dáng tiểu linh tinh khả ái ngày thường đã không còn sót lại chút nào, Đào Thanh nói nửa ngày, lại tựa đàn gảy tai châu. Hạng Thiên Thọ thấy mắt nàng đờ đẫn, đích thân tới khuyên nhủ hắn đi về phía trước thấp giọng nói tiểu muội muội đừng sợ chúng ta không phải người xấu chúng ta đặc biệt đến đây là để trị thương cho vị đại ca ngốc này người đừng quấn lấy hắn được không nói rồi liền dỗi tay muốn tách hai người họ ra nhưng ngay khi ngón tay anh chạm vào quyên nhi đã nghe thấy tiếng hét chói tai của nàng a à, ngốc điên cuồng hét lên một tiếng phát ra một trường quát cút ngay hạng thiên thọ thối lùi một bước thở dài, tiểu muội muội đừng náo loạn, ngươi muốn lôi kéo A Ngốc đi đâu? Ngươi có biết cửu hoa sơn đã tan không? Bỗng nghe lời này, Quyên Nhi cảm thấy như xét đánh ngang tai, ngay cả thanh y tú sĩ cũng chấn động thân mình. Quyên Nhi đã nhiều ngày chỉ nghĩ về nhà, nghe được người khác mở miệng nguyền rùa, trong lòng vừa sốc vừa tức giận, thoáng chốc định thần lại, kiều thanh quát, nói bậy. Ngươi nói bậy, nhà các ngươi mới tan, hạng thiên thọ lộ vẻ không chịu nổi, không đành lòng, trong miệng lại nói, cửu hoa sơn thật sự tan, ngươi nếu không tin, hỏi sư phụ ngươi một chút. Quyên nhi thở dài, quay lại nhìn sư phụ, lớn tiếng nói, sư phụ, người này nói hưu nói vượn, hắn nói cửu hoa sơn tan, đó là gạt người, đúng hay không? Nàng kêu vài tiếng, lại thấy thanh y tú sĩ không nói một lời, Quyên nhi không chút nào nhụt chí còn thét chói tai không ngừng. Sư phụ, người nói đi. Chỉ là mặc kệ nàng kêu như thế nào, Thanh Y Tú Sĩ vẫn cúi đầu không nói gì, ánh mắt càng thấy ảm đạm. Quyên Nhi thấy thần thái này, cũng biết có chuyện gì đó không ổn, giọng điệu hét lên của nàng chậm rãi chậm lại, nàng che mặt, buồn bã nói, "Sư phụ, cầu xin người nói cho con, hắn là gạt người. Có phải không?" Nói xong đã bật khóc lớn. "Không có sư phụ, không có sư tỷ, cũng không có nhà, chỉ còn lại một căn nhà trống rỗng mà thôi. Mưa lớn chút xuống, không khí ẩm ướt tràn ngập trước căn nhà đổ nát, lúc này mọi người đều trầm mặc không nói. Chỉ thấy quyên nhi bò ngã xuống đất, run rẩy vặn vẹo, nàng còn nhỏ giờ không có nhà để về, thân nhân ai đi đường nấy, có thể nói là chân chính cực khổ. Nhìn thấy nàng khóc thảm thiết, A à Ngốc vội vàng cúi xuống, ôm chặt nàng vào lòng, lớn tiếng nói: Quyên Nhi tỷ tỷ đừng khóc. Quyên Nhi tỷ tỷ đừng khóc. Quyên Nhi ôm chặt lấy thân nhân duy nhất, Bi Thanh nói: "A Ngốc, sư phụ không cần chúng ta, chúng ta tự đi, chúng ta tự về nhà." A Ngốc lớn tiếng đáp ứng, bế thân mình nhỏ nhắn của nàng lên, chạy về phía con hẻm phía sau. Võ công của A Ngốc cao tuyệt, chuyến này rất nhiều cao thủ đã được phái đi vây bắt hắn, đó là muốn bắt sống hắn trở về, trăm triệu không thể để hắn thoát. Lý Thiết Sam nổi giận gấm lên một tiếng, quát, con mẹ nó. Đường đường một cao thủ lại biến thành một kẻ ngốc, lão tử không tin. Ông giật họa kích từ trong tay mặc hãn, dùng hết sức lực ném nó. Một tiếng gầm kỳ lạ vang lên, một trọng binh từ trong đám người bay ra, bay thẳng qua đầu A ngốc, binh khí này thực sự rất nặng, không thể bay quá hai thước đã rơi xuống đất. A ngốc đã ôm Quyên Nhi rời đi, chợt nghe một tiếng trầm vang từ dưới đất, thấy một thanh trọng binh cắm trên mặt đất, chặn đường đi. A à Ngốc đang định vòng đường rời đi, bỗng nhiên lôi quang chớp động, một tia sáng xẹt qua lưỡi đao, khiến hắn phải nheo mắt dừng lại. A à Ngốc hít một hơi thật sâu, ngơ ngác nhìn trọng binh trước mặt, thấy vầng trăng khuyết trên song đao phát ra ánh sáng yếu ớt, cây kích cực kỳ dài, mặc dù được cắm chéo xuống đất nhưng vẫn cao hơn đầu người bình thường. Thanh y tú sĩ nhàn nhạt, nhạt nói, ngươi nhận ra nó không? A à ngốc khản giọng, liều mạng gật đầu, lớn tiếng kêu lên, ta nhận ra nó. Ta nhận ra nó. Lý Thiết Sam cười lớn, hét lên, tất nhiên là ngươi nhận ra được, nó là tay chân của ngươi. Thần binh này uy vũ như thế, là bạc kích ôn hầu diễu võ dương oai năm đó, phương thiên họa kích danh chấn thiên cổ của tiểu lữ bố. Khi tia xét lóe lên, Binh khí tùy thân nhiều năm không thấy xuất hiện, A Ngốc dường như đã nhìn thấy một người thân, hắn chấn động, nhất thời kêu to. Thanh y tu sĩ bước tới, hòa nhã nói, "Hàn huynh đệ, qua vài chục năm, nó vẫn chờ ngươi. Qua sờ nó đi." Tục ngữ có câu, "Kiếm còn người còn, kiếm mất người mất", đó là ám chỉ tình yêu giữa người học võ và binh khí. Giang hồ phong ba hiểm ác, chân chính hoạn nạn tương tùy không phải là những huynh đệ có thể chạy mất mà là thứ binh khí không thể nói được đao cũng thế kiếm cũng vậy sắc hay không chỉ là thứ yếu tính mạng treo từ trận chiến này qua trận chiến khác võ giả cùng binh khí cùng viết xuống câu chuyện vinh nhục binh khí là xuân thu của chính mình phản ánh hết những tang thương cả đời của chủ nhân đại kích đứng trồng ngược trên mặt đất nước mưa rơi xuống rũ xuống theo tay cầm như đang khóc trước bình sinh thất bại a à ngốc tâm sinh cảm ứng rơi lệ đầy mặt đang định bước qua xem sau lưng quyên nhi ôm lấy hắn khóc dòng nói a à ngốc người không phải muốn đưa tỷ tỷ đi sao chúng ta chạy mau a à ngốc ngây dại mờ mịt nhìn quyên nhi sau lưng lại nhìn phương thiên họa kích trên mặt đất vẻ mặt có chút do dự lý thiết sam tiến lên một bước ngay sau đó rút ra từ sau lưng thanh đại thiết kiếm vang một tiếng đập nát tường phòng, kiếm này khí thế mười phần, đúng là thành danh tuyệt kỹ, hổ hoành giang. Lý thiết giam kích chỉ hét to, nhìn xem, mỗi người đều có binh khí của mình. Binh khí của ngươi đâu? Ngươi nhìn xem, có phải nó đang khóc không? Nó đang chờ chủ nhân sử dụng. Trong mắt A Ngốc hiện lên nước mắt, hắn ngơ ngác nhìn phương thiên họa kích, quyên nhi vội vàng tát một cái, nhưng hắn lại không để ý tới. Thanh y tú sĩ nhẹ giọng liền nói, A mặc hãn, cổ lực hãn, xuất trận. Đánh thức hắn. Gió thổi ầm ý, hai trọng binh khí toàn lực vung ra. Trái là, lập qua cốt đoá, phải là thuần cương đảng bá, một cái chùy bí ngô vàng nặng 40kg. Cái còn lại là cái cảo lớn có răng sắc nhọn. Hai trọng binh tấn công cùng một lúc, muốn tiểu lữ bố làm thế nào ngăn cản. Cùng với xét đánh mà bạo giống, A ngốc đẩy quyên nhi ra xem hắn đầy mặt trào răng, thoáng chốc đã rút tuyệt thế thần binh ra. Chỉ có hai tiếng vang lớn, lực đạo chạm vào nhau đã khiến cái chủy lắc lư rơi ra, bay ra xa mười thước, đập xuyên qua bức tường của ngôi nhà cũ rồi lăn thẳng đi. Mọi người thấy đại uy lực của phương thiên họa kích, đều hoảng sợ không nói nên lời. Quyền 13 chương 2 tần bá tiên, hồi 3 Lập qua cốt đoá, này đỉnh như tép tỏi, nặng tới 40 cân, lúc này đã bị đánh bay ra mười trượng, đủ thấy nội lực của A Ngốc mạnh đến mức nào. Chiếc cào bị rung chuyển với một lực rất lớn, văng ra ngoài khoảng một thước, rồi rơi xuống đất, tạo thành một cái hố trên mặt đất. Hai viên hổ tướng Tây Vực miệng đau nhức dữ dội, mặt lộ vẻ đau đớn, chỉ có thể ở một bên thở dốc. Kích giả, được mệnh danh là Nghi Trượng Chi Vương, là vũ khí sắc bén nhất trong các trận chiến xe ngựa thời cổ đại. Vào năm khai bảo thứ tư, Thái Tổ nhà Tống đã liệt kê những chiếc kích ở Khai Phong, tặng cho Hoàng đệ 14 đại kích, uy doãn môn lúc này là danh tướng Phong Lưu, phối hợp với đại uy lực của nghi trượng Chi Vương, lại càng thấy khí thế phi phàm. A ngốc dường như đánh đến điên cuồng, mắt thấy A mạc hãn, cổ lực hãn không chịu nổi một kích, lập tức tiến đến muồn giết chết hai người họ. Giữa tiếng hò hét ầm ĩ, thường tuyết hận cầm phượng trùy trường đao cũng đã ra tay, bên cạnh hắn có một người khác hộ giá, người này tay trái cầm cung, tay phải vung mũi tên, chính là giải thao. Thường tuyết hận cầm trường đao tăng lực ra tay, lập tức tiến tới ngăn cản. Phượng trùy đao này hình dáng uy vũ, là binh khí gia truyền của thường tuyết hận, phượng trùy đao này chống lại của nghi trượng chi vương, không biết ai thua ai thắng. Một âm thanh nhẹ nhàng vang lên, phượng trùy đao bị họa kích kẹp chặt, Chiêu thức này là đòn khóa hỏa kích độc môn, chỉ cần một cú lật là có thể đánh rơi vũ khí của thường tuyết hận. Giải thao lắp bắp kinh hãi, giờ suý thủ tiễn lên định đâm vào ngực, đột nhiên sấm xét xuyên qua bầu trời. Tinh quang lóa mắt, bề mặt của cây kích phản chiếu điện quang, đâm mạnh vào giải thao đến mức hắn khó có thể mở mắt ra. Ngay lúc này đại kích xoắn lấy phượng trùy đao, chém rớt nó ngay trước mặt, giải thao chấn động. Vội vàng lấy binh khí trên tay chắn. Một tiếng nổ lớn vang lên, miệng của giải thao đau đớn, đại cung và mũi tên đều đã tung bay ra xa. Thần binh ra tay, nhân tài kiệt xuất, lữ bố thét dài, phong thái hổ tướng rốt cuộc tái hiện giang hồ. Lý Thiết Sam cười lớn, hét lên, hay cho một lữ bố. Đây mới là uy phong của Ngũ Hồ Thượng tướng. A à Ngốc hét to ầm ĩ, một tay nhấc họa kích lên, tay phải để trước ngước chân bước về phía trước, hắc một tiếng. Đại kích bay múa, xoay vòng quay đầu, như si như say, chính là ôn hầu kích vũ thất truyền đã lâu. Bình ngạn, tục ngữ nhà binh, có câu, kiếm bất triền đầu, kích bất vũ hoa, kiếm không vấn quanh đầu, kích không múa hoa, cân bằng song họa kích không dễ. Đại kích nếu muốn vũ hoa, trọng tâm sẽ mất đi, nhưng a ngốc có thể khiến trọng binh tung bay trên trời. Kích pháp như vậy, nếu không phải chính Lữ Bố ra tay, trên đời ai có thể làm được? A à Ngốc sung sướng say sưa với binh khí, Quyên Nhi lại bị mưa bao phủ, một mình ngã xuống đất, thần sắc thật mờ mịt, Hạng Thiên Thọ không đành lòng, ngồi xổm bên cạnh Quyên Nhi, thấp giọng nói, "Muội muội đừng khóc, người nhìn hắn, uy phong cỡ nào." Quyên Nhi ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy A à Ngốc tay cầm đại kích dựng thẳng đứng, nhìn trái nhìn phải, mặc dù ăn mặc rách dưới nhưng tay cầm thần binh cổ xưa, còn dáng vẻ nào của một kẻ ngốc thật là tư thế của một đại tướng quân oai phong bừng bừng, bên cạnh tiếng gieo hò liên tục, chúng hảo hán sôi nổi vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Quyền Nhi si ngốc nhìn người bạn chơi cùng trước mặt, binh khí to như vậy nhưng A Ngốc lại có thể vung nó với lực rất lớn, xoay tròn như một cái bàn. Quyền Nhi đã ở bên hắn nhiều năm, ngoại trừ lúc đánh bạc, cũng chưa bao giờ thấy hắn vui đến thế. Hạng thiên thọ chỉ vào A Ngốc, ôn tồn nói, vị đại ca ngốc này của ngươi không phải người bình thường, hắn họ Hàn, tên một chữ nghị, từng là chỉ huy sứ ứng châu của triều đình, sau này là ngũ hổ tướng của nộ thương Sơn. Xưa nay ra trận đánh giặc, hắn luôn là tiên phong của chúng ta. Ngươi nhìn hắn xem, có giống một đại tướng quân không? Quyền Nhi khóc sướt mướt, nước mắt rơi như mưa nhưng vẫn gật đầu. Hạng thiên thọ mỉm cười nói, muội muội, ngươi có muốn hắn tỉnh lại, lại trở thành đại tướng quân không? Quyên Nhi lắc đầu khóc dòng nói: Ta không biết, ta không biết. Khi tên điên này đến núi cửu hoa năm đó, Diễm Đình thấy hắn bộ dáng dơ bẩn, hành vi ấu trĩ nên tránh xa, xấu hổ khi ở bên cạnh hắn. Chỉ có cô nhi Quyên Nhi này có mối liên hệ rất mạnh mẽ. Ngay khi nhìn thấy khuôn mặt của người này, đã biết hắn là một người phi thường. Mới đầu nàng tiếp cận người này chỉ là tò mò về võ công của hắn cao cường, bộ dáng buồn cười, nhưng sau nửa năm quen nhau, mỗi lần ở cùng A Ngốc, không khỏi cảm nhận được sự hòa hợp, dần dần bắt đầu cảm thấy không thoải mái. Nàng tuy rằng tuổi còn nhỏ, chưa hiểu được tình yêu nam nữ, nhưng nàng cũng biết chỉ cần xa cách người này, tâm sẽ đau đớn cực khổ, bất chi bất giác đã là dễ tình cắm sâu. Mùa thu năm ngoái ở Miếu Thành Hoàng Trường Châu, A Ngốc tỉnh lại một lần, lúc đó nàng thực sự sợ hãi, A Ngốc lúc đó thật đáng sợ, không những không nhận ra nàng, mà lời nói càng hung ác, đến bây giờ nàng vẫn còn hoảng sợ khi nghĩ đến cảnh tượng khủng khiếp đó. Nếu bây giờ A Ngốc tỉnh lại lần nữa, thật sự không biết hắn còn nhận ra tỷ tỷ này của mình hay không. Quyền Nhi nghĩ đến điều này, hai tay nắm chặt, sắc mặt tái nhợt. Đột nhiên trong sân truyền đến một tiếng vang lớn mọi người lo lắng nhìn sang, thấy A ngốc ngửa mặt lên trời cười điên cuồng, quần áo bị xé rách, lộ ra hình xăm trên lưng, mãnh hổ bước xuống đồi núi, thần thái nanh ác, nhất thời khiến Quyên Nhi kinh hãi. Trong lòng nàng vừa sợ hãi vừa run rẩy, đang muốn nghiêng người về phía hạng thiên thọ, lại nghe thấy trong miệng hắn vang lên tiếng reo hò như sấm sét. Quyên Nhi nghe thấy lại sợ hãi, nhất thời co rúm lại không dám cử động. Nàng lén nhìn những người giữa sân, chỉ thấy ở khắp mọi nơi mọi người vui mừng không xiết reo hò. Hạng thiên thọ đầy mặt vui mừng, vuốt gương mặt Quyên Nhi, mỉm cười nói, anh hùng hảo hán, lữ bố mình đồng ra sắt, mãnh hồ của chúng ta cuối cùng đã về nhà. Nghe được lời này, Quyên Nhi không khỏi há hốc miệng, nàng nhìn hạng thiên thọ, rồi nhìn những người khác, lập tức hiểu ra. Sư phụ cũng vậy, A à Ngốc cũng thế. Còn có một đám người lớn không quen biết này, họ đều giống nhau, họ đều là lão hổ, bọn họ không phải phàm nhân. Nếu bạn nuôi một con hổ trong nhà, con hổ sẽ khóc, bây giờ bạn đồng hành của A Ngốc đã tới, chỉ cần hắn rời đi cùng những người này, hắn sẽ không còn là một con chó hoang bẩn thỉu bị mọi người cười nhạo nữa. Để hắn uy phong lẫm lẫm trở lại với núi rừng, cùng mọi người ăn thịt bắt dê, hổ mới có thể vui. Quyên Nhi ngơ ngác nhìn bầu trời, mỉm cười cay đắng. Chỉ qua một đêm, mọi thứ đã không còn nữa, sư phụ thay đổi, sư tỷ đi rồi, ngay cả A Ngốc cũng trở thành một đại tướng quân, chỉ có mình là một tiểu linh tinh mới 16 tuổi, chỉ có thể ngồi một mình trên mặt đất, mờ mịt nhìn bầu trời đêm mưa bụi. Hạng thiên thọ vươn tay áo ra lau nước mắt cho Quyên Nhi nói, cô nương đừng khóc, cùng chúng ta cùng nhau về nhà đi trên sơn trại có rất nhiều điều thú vị có rất nhiều ca ca tỉ tỉ mọi người đều sẽ chiếu cố ngươi khiến ngươi mỗi ngày vui vui vẻ vẻ đang nói chuyện quyên nhi chợt đứng dậy tự mình bước về phía trước hạng thiên thọ đuổi theo qua hỏi cô nương ngươi muốn đi đâu quyên nhi cúi đầu nhẹ nhàng nói ta phải về nhà hạng thiên thọ vội la lên sư phụ của ngươi ở đây nhà của ông ấy cũng là nhà của ngươi mau cùng chúng ta đi thôi quyên nhi quay đầu liếc nhìn thanh y tú sĩ sâu kín nói ông ấy không phải sư phụ ta thanh y tú sĩ nghe xong lời này thân mình nhất thời chấn động hạng thiên thọ hắc một tiếng trách nói một ngày vi sư trung thân vi phụ ngươi sao có thể nói ra lời này quyên nhi không để ý đến hắn nàng ngơ ngác nhìn phía trước nhẹ giọng nói sư thúc sư thúc người biết không, cửu hoa sơn đã tan, sư phụ cũng không cần chúng ta. Nhưng Quyên Nhi không sợ, Quyên Nhi muốn một mình về nhà, chỉ cần Quyên Nhi ở đó, cửu hoa sơn sẽ không tan. Trương Chi Việt còn sống, bất chấp mọi lời lăng mạ từ kẻ thù của mình, hắn vẫn không làm nhục sư môn, nếu hắn còn sống, sẽ mặc cho cửu hoa sơn tan sao? Mọi người đều biết tính tình cương nghị của vị khoái kiếm này, nghe Quyên Nhi gọi tên sư thúc, trong lòng đều trở nên nghiêm nghị nhìn thấy đồ nhi mê đắm thanh y tú sĩ mặc dù đa mưu túc trí tâm cơ lòng dạ lúc này lại không có sự chuẩn bị gì không khỏi cảm thấy tâm như đau cắt ông không muốn các huynh đệ thấy mình thất thố nên lập tức quay đi bịt miệng bịt mũi nhất thời bật khóc hư mộng huyền ảo trong khoảnh khắc giống như đã từng quen biết này phảng phất buông xuống luân hồi khi A Ngốc tỉnh lại quỳ xuống đất khóc trước đó, thanh y tú sĩ đặt tay lên đầu khai ngộ cho hắn. Nào biết một năm qua đi, ngọn lửa nộ thương sơn lại bùng cháy, hậu quả của nó lại là thiêu cử hoa sơn thành cho tàn. Nhân sinh trên đời, băn khoăn như một hồi mộng xuân, thanh y tú sĩ nhớ lại lời thề gia nhập cử hoa sơn năm đó, hiện giờ tình thế nghiêm trọng, bức cho chính mình lại lần nữa lên núi, phản bội lời hứa ông còn mặt mũi nào đối diện với tổ sư, hai mắt đẫm lệ mông lung, thật mong có người cầm một cây ngân châm khiến ông từ đây hôn mê, không bao giờ phải đối mặt với biển đau khổ vô tận này nữa. Quyền Nhi đi đến đầu hẻm, liếc nhìn lại trước khi rời đi, muốn nói lời từ biệt với A Ngốc, nhưng A Ngốc sớm đã quên người ở bên mình, chỉ tập trung vung binh khí, đối với những việc xung quanh đều không nghe thấy. Quyền Nhi tự biết hôm nay từ biệt. Không biết tháng nào năm nào sẽ gặp lại nhau. Nàng khóe mắt rưng rưng, Rỗi tay đi ra ngoài, nhẹ giọng nói: "A Ngốc, tỷ tỷ phải đi, ngươi về sau phải chiếu cố chính mình, biết không?" Giữa sân hồ gầm không ngừng, A Ngốc nào có nghe thấy, chỉ liều mạng giết người chơi đùa. Bình khí quét tới, suýt chút nữa đã khiến bàn tay Quyên Nhi bị trọng thương. Quyên Nhi rút tay lại, nàng nhìn A Ngốc, nhỏ giọng thì thầm: thấy A Ngốc vẫn bất chi bất giác, Quyên Nhi rơi hai hàng nước mắt, thoáng chốc nghiến răng hạ quyết tâm, chạy như bay ngay lập tức. Lữ bố trở về sơn trải, cùng ngôn nhị nương gương vỡ lại lành, chính là thiên đại hỷ sự, chỉ là mọi người tại đây nhìn thấy sự si đắm của Quyên Nhi, lại nghĩ đến nỗi đau lòng của Tần Trọng Hải, trong lòng đều cảm thấy khó chịu. Hạng thiên thọ lộ vẻ không đành lòng, giải thao trầm mặc không nói, đào thanh cũng quay đầu đi chỗ khác, không muốn nhìn vào vẻ mặt của Quyên Nhi. Nhưng thường tuyết hận lại là người tính tình thẳng thắn, hắn thâm hận thanh y tú sĩ không máu không nước mắt, lập tức nhảy tới, chỉ ngón tay chửi rủa con mẹ nó tặc quân sư. Đồ nhi của ngươi đã bỏ chạy, lão hỗn đàn ngươi không chạy đuổi theo sao? Thanh y tú sĩ hiểu quy tắc môn quy, không thể khuyên đồ đệ lên núi làm thổ phỉ, nghe xong lời này lại suy sụp không nói nên lời lý thiết sam quay đầu phân phó giải thao nói giải huynh đệ đứa nhỏ này là đồ nhi của quân sư chúng ta vạn lần không được để nàng rơi vào tay kẻ khác làm phiền ngươi dọc đường đi theo nàng xem nàng đặt chân đến đâu chốc lát nữa quay lại hồi báo giải thao đáp ứng một tiếng ngay lập tức đuổi theo nghĩ đến khinh công của quyên nhi tuy tốt nhưng không bằng thân pháp của giải thao nên chắc chắn có thể coi chừng nàng không biết qua bao lâu cuối cùng a ngốc cũng quay cuồng xong với cây kích hắn lau mồ hôi trên đầu như thể chơi rất đã lúc này mới quay đầu hắn không biết quyên nhi sớm đã đi xa tự cười nói quyên nhi tỉ tỉ chơi vui quá tỉ xem ta lợi hại hay không hắn hỏi vài tiếng lại không nghe quyên nhi trả lời ngưng mắt nhìn lại chỉ thấy mọi nơi yên tĩnh ngoại trừ tiếng mưa thưa thớt không còn thấy bóng dáng tỉ tỉ của mình ở đâu a ngốc cả kinh kêu lên Quyên Nhi tỷ tỷ, ngươi ở đâu? Trong cơn hoảng loạn, hắn la to lên, hắn ôm phương thiên họa kích trong tay, muốn phi thân đi tìm Quyên Nhi, muốn có một bữa ăn thịnh soạn. Lý Thiết Sam không thể để hắn chạy thoát lần nữa, vừa thấy hắn mờ mịt mất mát, thiếu phòng bị, thoáng chốc nhanh như tia chớp mà ra tay, bắt lấy mạch của A Ngốc. A Ngốc trong lòng kích động, hắn hét lên một tiếng lớn, nội lực kích phát, nằm ngón tay Lý Thiết Sam bị bật ra đi theo đó xoay người, tay phải đánh tới. Lý Thiết Sam thấy hắn lực quyền cương mãnh, không khỏi vội vàng giơ hai tay chặn nhau, phát ra một tiếng nổ lớn, công lực hai người tương tự nhau, mỗi người bị lực đạo đối phương đẩy lùi một bước. A à, Ngốc nhìn con đường tối tăm, điên cuồng hét lên, tỷ tỷ đâu? Là ai giấu tỷ tỷ đi? Là ai vậy? Trong khi hét lên, hắn cầm binh khí đánh bừa bãi phương thiên họa kích bắn ra với những hạt mưa dính vào nó, lực đạo ngàn cân, bức cho mọi người hốt hoảng chạy trốn. Mắt thấy cơn điên của hắn đã lên đến đỉnh điểm, Lý Thiết Sam, thân một trong ngũ hổ, phải tự ra mặt chống đỡ. Ông nhấc thiết kiếm, hét to nói, hàn huynh đệ. Dừng tay. Với một tiếng nổ, thiết kiếm chém ra, a à ngốc ẩm ý kêu to, họa kích cũng chém xuống thật mạnh, trong âm thanh to lớn, nội lực của hai người tràn ngập vào trọng binh lực đạo chính diện va chạm giống như hai con voi đối diện nhau hai người miệng đau nhức dữ dội lồng ngực căng cứng từng người thối lui một bước sắc mặt đều rất tái nhợt a à ngốc gầm lên giận dữ lại lần nữa phát ra tuyệt chiêu về phía trước không chừa bất kỳ lối thoát nào lý thít sam cũng đỏ mắt điên cuồng gào thét phát động tất sát tam thức cũng không thể khoan dung được nữa Lúc này hai đại cao thủ lấy lực đạo dương cương tương đua, trọng binh đánh nhau, thắng bại tùy thuộc vào sức mạnh, đó là nguy hiểm nhất. Mấy tháng trước, Tân Trọng Hải từng cùng Lý Thiết Sam quyết chiến một hồi, một người dùng hỏa tham đao, một người dụng thiết kiếm nặng, bởi vì công lực lô hỏa của Tân Trọng Hải thuần thanh, hơn Lý Thiết Sam một bậc, hơn nữa hắn còn có thể tấn công và phòng thủ tốt, cũng chưa từng khiến Lý Thiết Sam bị nội thương nhưng bây giờ Lữ Bố và Lý Thiết Sam có công lực tương tự nhau, một người điên cuồng và một người hung dữ, hai người thế lực ngang nhau, chém và đập nát mọi thứ xung quanh, ngôi nhà đổ nát bị thân hình cao lớn của họ lần lượt xô đẩy. Gạch ngói vách tường đã vỡ vụn, thời gian trôi qua, hai đại cao thủ đều không chống đỡ được, ngã xuống đất. Tình thế lúc này vô cùng nguy hiểm, Đào Thanh sợ bọn họ có gì sơ suất, vội nói, đường quân sư, xin hãy kết thúc đi. Thanh Y tú sĩ gật đầu nói, hạng đường chủ làm phiên ngươi phi đá bay đánh vào huyệt kiên linh, phượng trì của hắn. Kiên linh, phượng trì một ở bả vai và một ở lưng, đều là yếu huyệt trên cơ thể con người. Hạng thiên thọ nghe xong liền hét lớn, phi đá bay nhắm thẳng vào a ngốc. Thanh Y tú sĩ trầm giọng nói, lý tướng quân dùng thiết nhiêu lê địa thức. Lúc này đại kích bổ tới đầu nhưng lý thiết sam biết khả năng của hữu phượng lập tức không né tránh thiết kiếm rơi xuống đất quét ra cuốn theo cát sỏi bay tứ tung quét về phía a ngốc a ngốc hắc một tiếng nhìn thấy những viên đá đang lao về phía kiên linh hắn lập tức vung cây kích sắt của mình theo đường chéo và làm trệch hướng một hòn đá bay bằng lưỡi lưỡi liềm của mình đại kích dựa thế rũ xuống chặn lấy thiết kiếm của lý thiết sam lúc này hòn đá bay hướng về phía phượng trì đã ở trước mặt A Ngốc thở ra một hơi, đẩy họa kích chống hướng xuống đất, thân mình giống như ruộng cạn rút hành, đứng thẳng dậy, đạt tới độ cao hơn 10 thước, tránh được đá bay kia. Khó khăn tránh được sát thủ, nào biết bọ ngựa bắt ve, hoàng tước ở phía sau, khi chạm đất phát ra một tiếng động lớn, chán đụng phải vật cứng, A Ngốc chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, lập tức té xuống. Mọi người tại đó đều có thể thấy rõ, vừa rồi Thanh Y Tú Sĩ đã đoán trước được tình hình phát sau mà đến trước, sớm đã phi thân nhảy lên đầu A Ngốc, ông cầm trường kiếm nhưng lại không rút vỏ kiếm, chỉ muốn ở trên không ôm cây đợi thỏ. A Ngốc để khí nhảy lên, lại là khiến chán đập vào thân kiếm, và chạm mạnh khiến hắn ngã xuống đất. Nhóm người hạng thiên thọ, Lý Thiết Sam đều là những lão tướng xa trường, nhìn thấy thanh y tú sĩ dễ dàng chế phục hàn nghị võ công cao siêu, mọi người tất nhiên là bội phục sát đất. Vừa rồi, thanh y tú sĩ muốn hạng thiên thọ phi đá ra, lý thiết sam hạ thiết kiếm quét xuống, dụng ý ở chỗ bức cho lữ bố phi thân né tránh. Võ công của tam đại cao thủ đều nằm trong lòng bàn tay ông, thật không thẹn mỹ danh quân sư thần cơ diệu toán. Thừa dịp A ngốc ngã xuống đất chóng mặt, thanh y tú sĩ lập tức lấy ra ngân châm, đâm vào gáy sau cổ mấy nhát. Đám người đào thanh lo lắng, mỗi người tới thăm dò, thanh y tú sĩ chỉ vào môi, ý bảo bọn họ không cần nói nhiều, tự mình nói, để hắn ngủ trước, lát nữa ta sẽ đánh thức hắn. Mọi người đều không hiểu rõ, tự cũng không dám nhiều lời, chỉ kiên nhẫn ở một bên chờ đợi. Qua nửa canh giờ, thanh y tú sĩ nhìn thấy trời sáng, đúng lúc này lữ bố bị đánh vào chán, ông ngồi xổm xuống bên cạnh A Ngốc, đưa tay vỗ nhẹ, thấp giọng nói, hàn huynh đệ, cường địch đã lui, mau tỉnh lại đi. A Ngốc nghe xong lời này, bỗng dưng gầm nhẹ vài tiếng, hắn mở hai mắt ra, xoay người nhảy lên, ngẩng đầu nhìn bầu trời đã sắp dạng đông, thần sắc cực si ngốc. Mọi người thấy A Ngốc đứng dậy, liền xông tới, thanh y tú sĩ phất phất tay đuổi bọn họ, phân phó, cổ lực hãn, mang binh khí của hắn tới đây. Cổ lực hãn đáp ứng một tiếng, đôi tay kéo phương thiên họa kích, đưa đến trong tay A Ngốc. A Ngốc thở hổn hển, vô cùng hoảng loạn, cầm phương thiên họa kích trong tay, thần thái có chút nhẹ nhõm. Hắn vốt đầu, nhìn chung quanh, chợt thở dài, hỏi câu đầu tiên, đại đô đốc ở đâu? Mọi người nghe được lời này, lập tức đại hỉ nói, hắn tỉnh rồi. Hàn nghị ngơ ngác mở mắt ra, nhìn xung quanh vài lần, Lý Thiết Sam là người đầu tiên xông về phía trước, lớn tiếng nói, Hàn huynh đệ, ngươi còn nhận ra ta không? Nghe được thanh âm của Lý Thiết Sam, Hàn Nghị vội vàng quay đầu lại thân thể hắn run lên, ôm chặt Lý Thiết Sam, khóc lớn nói, Thiết Sam. Huynh đã tới. Lý Thiết Sam vừa vui vừa buồn, lùi lại một bước, hai tay đỡ lấy hảo huynh đệ nhiều năm, kìm lại những giọt nước mắt nói, tỉnh lại, người cuối cùng cũng tỉnh lại. Không uổng công ta một đường từ sơn trại tới, cuối cùng cũng khiến ngươi tỉnh lại. Hai người bốn mắt nhìn nhau, A Ngốc bỗng nhiên lắp bắp kinh hãi, hắn vươn tay ra không ngừng vút ve đầu lý thiết sam thần sắc hoảng loạn lý thiết sam không biết tại sao sợ hắn lại vô cớ phát điên vội vàng nói sao vậy có gì kỳ lạ sao hàn nghị vừa kinh ngạc vừa lo lắng liên tục hỏi thiết sam đã xảy ra chuyện gì vì sao tóc huynh lại trắng lý thiết sam a à một tiếng nhất thời chỉ kinh ngạc không nói hàn nghị thấy ông không trả lời lập tức quay đầu đi, thoáng chốc lại thấy hạng thiên thỏ, nhịn không được cả kinh nói, hạng đường chủ, ngươi. Tóc ngươi đâu? Ngươi không phải lưu thủ sơn chạy sao? Làm sao mấy ngày không thấy, ngươi liền thành bộ dáng này? Nghe được lời này, mọi người trong lòng đều đã hiểu rõ. Lúc này Hàn Nghị sớm đã đã quên chính mình đang ở đâu, 20 năm trước hắn còn sống trong trận chiến khốc liệt ở thần quỷ đỉnh. Lý Thiết Sam ôm lấy hắn, Ngẹn ngào nói huynh đệ a à, đã qua hai mươi năm ngươi tỉnh lại đi hàn nghị mặt lộ vẻ khó hiểu mờ mịt nói hai mươi năm cái gì hai mươi năm chúng ta không phải ở thần quỷ đình sao lý thiết sam lắc đầu cởi khôi giáp xuống lấy tâm kính che ngực ra thấp giọng nói hảo huynh đệ tự mình xem đi hàn nghị cầm lấy tâm kính che ngực nhìn vào diện mạo của mình ánh bình minh đang đến gần, mặt gương như tuyết, người đàn ông trong gương có thái dương trắng xóa, sớm đã bước qua tuổi 40. Hắn như bị xét đánh, lúc này mới hiểu ý của Lý Thiết Sam. Nhất thời đứng im một lúc, buồn bã nói, hai. Hai mươi năm. Nhìn thấy Lý Thiết Sam gật đầu, mọi người đều rơi nước mắt không nói nên lời. Hàn Nghị bật khóc, nước mắt rơi như mưa, thân hình đảo ngã về phía sau. Cơn mưa lớn dần tạnh buổi sáng ánh mặt trời sáng lạn, ngọn nến trong khách điếm đã dần khô cạn, cuối cùng phủ kín ghía cắm nến. Ánh nắng xuyên qua khe cửa sổ chiếu vào trong phòng, chiếu lên khuôn mặt trắng như tuyết của ngôn nhị nương, nàng dụi dụi mắt, chậm rãi đứng dậy, thấy trời đã sáng sớm rồi, thấy ở trên bàn hãy còn bãi tàn rượu bàn chén, nhưng tần trọng hải một đêm vẫn chưa trở về. Nàng có chút khó hiểu, thấy hai chân vẫn trần trụi, trên mặt ửng đỏ, vội mặc xiêm y, lập tức mở cửa đi ra. Vừa mở cửa đã nhìn thấy một người đang ngồi ở cửa chờ đợi, thấy hắn khuôn mặt tiều tụy, giống như một đêm không ngủ, lại là Kim Mao Quy Đào Thanh. Ngôn Nhị nương ngây ngẩn cả người, nói: "Ngươi làm gì vậy, suốt đêm ngồi xổm ở cửa?" Đào Thanh cười khổ, hắn đứng dậy, thấp giọng nói: "Đại tỷ, ta đưa tỷ đi xem trước." ngôn nhị nương thấy hắn thần thần bí bí do dự không nói nên lời lập tức cười nói nhìn ngươi thần thần bí bí còn không phải là đường quân sư tới sao trọng hải đêm qua đã nói với ta ngôn nhị nương miệng nói liên miên đào thanh lại không nói nhiều tự mình bước vào phòng khách đẩy cửa sổ ra thấp giọng nói đại tỷ tự mình xem đi ngôn nhị nương thấy hắn nước mắt lăn dài n dường như có cái gì khổ sở nàng lòng tràn đầy buồn bực cũng lại tò mò nên nghiêng người nhìn ra ngoài cửa sổ ánh sáng ban mai dịu nhẹ nghiêng trên cây đa trong sân có tiếng ve sầu thanh thanh và bóng cây xanh một nam tử anh tuấn đang tựa mình dưới gốc cây nhìn hắn mày kiếm môi mỏng sườn mặt nhìn về phương xa đôi mắt sao trời nhìn sang một bên như đang suy tư ngôn nhị nương hít một hơi vào thời điểm kinh hoàng này tim nàng như ngừng đập đôi mắt trở nên trống rỗng vang lên một tiếng đầu óc choáng váng đã ngã ngồi trên mặt đất đào thanh thấy nàng mờ mịt há miệng ánh mắt mông lung dường như choáng váng vội vàng bước tới đỡ nàng ngón tay còn chưa chạm vào người ngôn nhị nương đã nghe thấy tiếng hét lớn của nàng lập tức nhảy ra ngoài cửa sổ đào thanh vừa sợ vừa lo lắng lại không kịp giữ chặt nàng lại chỉ thấy đại tỷ run rẩy đi về phía tàng cây nhìn nàng sắc mặt mê mang dường như muốn nhìn người trước mắt này muốn tự tay mình chạm vào hắn, để chắc chắn rằng hắn thực sự còn sống. Nam tử nghe thấy tiếng bước chân phía sau, tiếng khóc nức nở yếu ớt truyền đến, quay người lại thì thấy giai nhân trước mặt đã mất đi tuổi trẻ, nhưng ánh mắt nghiêm nghị giữa hai chân mày so với cô nương năm đó không khác nhiều. Hai người nhìn nhau, không nói nên lời. Năm xưa nhất kiến trung tình trải qua bao khó khăn, lúc này cũng chỉ có thể yên lặng đánh giá đối phương ngôn nhị nương châu lệ rục rũ nước mắt ngọc sắp rơi duỗi tay khẽ vuốt gò má người nọ khóc dòng nói là chàng sao là chàng sao nam tử kia nhẹ nhàng gật đầu nắm lấy tay ngôn nhị nương thở dài nhưng đừng hỏi nữa mây trắng vô tận nhị nương những năm gần đây vất vả cho nàng hắn sải bước lên một bước ông ngôn nhị nương vào lòng trong cuộc sống tràn đầy những điều ngoài ý muốn này nơi trốn cất giấu ngạc nhiên, lại cũng có nơi lộ ra bất đắc dĩ. Tìm tìm kiếm kiếm, chấp nhất suốt 20 năm, hiện giờ mộng tưởng trở thành sự thật, cuối cùng lại là giải đáp như vậy. Cuộc sống giống như một cái kén, bồng bềnh và không chắc chắn, đôi khi chính mình thậm chí cũng không biết sẽ đi đâu, muốn như thế nào nhìn về phía trước. Trong lòng ngôn nhị nương lúc này hoang mang, chỉ là không biết làm sao, nàng ngẩng đầu nhìn trượng phu người thấy mùi hương quen thuộc chuyện cũ giống như phù quang lực ảnh đã mờ mịt rồi đôi tay che mặt rốt cuộc khẽ khóc nức nở lên nam tử vòng tay qua eo nàng ôm chặt nàng thấp giọng nói nhị nương nàng đã chịu khổ rồi khi chúng ta trở về sơn trại nhất định sẽ bù đắp thật tốt cho nàng ngôn nhị nương nghe xong hai chữ sơn trại bỗng dưng trong lòng vừa tỉnh nàng hét lên lùi lại vài bước Lữ bố thấy nàng biểu tình như thế, không khỏi rất kinh ngạc, hắn còn chưa kịp nói gì thì vợ hắn đã bỏ chạy. Đào Thanh trước sau luôn canh giữ ở khách điếm, đột nhiên nhìn thấy ngôn nhi nương đang giấu mặt chạy về, vội vàng chào hỏi, thấp giọng nói, đại tỷ, tỷ bình tĩnh trước đã. Ngôn nhị nương lại hận lại bi, nhất thời một bạt tai đánh ra, lớn tiếng thét chói tai, đi ra ngoài. Đào Thanh tự biết nàng tâm thần kích động, khó tránh khỏi có chút phát điên, lại biết chính mình mấy ngày nay cũng giấu giếm nàng, cảm thấy rất có lỗi, lập tức lắc mình né tránh, tự mình bước ra khỏi phòng mà không thuyết phục thêm nữa, đóng cửa lại sau lưng. Ngoài cửa sổ một mảnh yên lặng tường hòa, mưa gió đêm qua đã tạnh từ lâu, nhưng trái tim ngôn nhi nương đã bị xé nát thành từng mảnh, nàng cắn môi dưới, nước mắt lưng tròng từ dưới gối lấy ra một chiếc hộp gỗ, Tần Trọng Hải đêm qua đích thân đưa cho nàng. Với đôi bàn tay run rẩy, nàng nhẹ nhàng mở nắp hộp, lấy thứ bên trong ra. Ngay lập tức, ngôn nhi nương nhào mình lên giường, khóc lớn. Trong hộp gỗ có một bức tranh, một nữ nhân đang chậm rãi leo lên đỉnh núi với một con mèo lớn trên lưng. Nhìn con mèo lớn đầy vết thương và chân trái bị gãy, tất nhiên là không khó để giải thích ý nghĩa của nó bên cạnh bức tranh viết hai dòng chữ, tỷ đệ tình thâm, vĩnh trí vô vong. Phong cách phóng đẳng, nét chữ vụng về, nhưng lực bút lại rất mạnh mẽ, nhìn thoáng qua có thể biết đó là của Tần Trọng Hải. Đêm qua một hồi đối bái dưới ánh nến, hóa ra không phải phu thê kết hôn, lại là kết nghĩa kim lan. Ở khách điếm Hoài Khánh vì hắn mà trở lại giang hồ, châu mẫu lãng mã cùng hắn lập ra lời hứa sinh tử, trong nửa năm quen biết hiểu nhau, cuối cùng trở về tám chữ này. Ngôn nhi nương ôm bức tranh vào trong ngực, khóc dòng nói, trọng hải, ngươi trả lời ta, đây. Đây là cuộc đời của ta sao? Trả ngọc chàng hai dòng lệ ứa, hận chẳng quen khi chưa gả người. Tại đây nhân sinh tràn đầy việc ngoài ý muốn, thích ứng trong mọi tình cảnh đi. Phần này đến đây là hết. Nếu yêu thích bộ truyện, mong bạn để lại bình luận hoặc theo dõi các phần tiếp theo. Kênh cũng mong nhận được bình luận của các bạn giới thiệu các bộ truyện hay muốn kênh thuật hiện.